Thưa quý vị, liên quan đến việc lô E của chung cư 518 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh bị nghiêng 45 cm, sáng nay, Ủy ban nhân dân quận 1 đã tổ chức di dời khẩn cấp hơn 100 người dân đến nơi ở tạm. Theo lãnh đạo quận 1, đây là việc làm khẩn cấp để bảo đảm tính mạng cho người dân vì chung cư này không đảm bảo an toàn, có thể bị sập bất cứ lúc nào. Những chiếc thùng cát tông được đóng vội. Bàn ghế, giường tủ, đồ đạc sinh hoạt nằm ngổn ngang trên sàn nhà. Suốt đêm qua, gia đình ông Lê Đoàn Hải tất bật gói ghém tài sản để di dời khỏi căn nhà của mình. Ông cũng như 38 hộ dân tại Lô E, chung cư 518 Võ Văn Kiệt, quận 1, chỉ có thời gian 24 giờ để làm việc này. Theo ông, lệnh di dời khá bất ngờ nên không kịp trở tay. Ngày hôm qua chỉ có họp một ngày một buổi tối thôi, là từ 5 giờ chiều đến 10 giờ tối là sáng đi liền, không có mà giữ chờ khoảng 5 ngày hay 10 ngày cho nhân dân ở đây hết. Quá bất ngờ, nhiều gia đình chỉ thu dọn những tài sản có giá trị. Nhiều người tỏ ra lo lắng, không biết chỗ ở mới của mình sẽ như thế nào. Theo các cư dân, chung cư 518 Võ Văn Kiệt do công ty kinh doanh nhà thành phố Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư, xây dựng trong vòng 3 năm từ năm 1996 đến năm 1999. Đến thời điểm này, dù chỉ mới được vận hành một thời gian không phải dài, nhưng hiện chung cư đã xuống cấp, sụt lún phần móng nghiêm trọng, nghiêng 45 cm, tức vượt gấp 2 lần so với quy định. Và theo đánh giá của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh là có thể sập đổ bất cứ lúc nào. Khi không kêu dọn đi, ok dọn có chỗ ở, hiện giờ có chỗ ở rồi, mà chỉ ở tạm rồi. Đó. Rồi sau này có được quay về đây không, có sửa lại mình được quay lại không, hay là sửa lại rồi bù tiền vô, bù bao nhiêu hay nọ. Chứ bây giờ sửa lại khi bù 2-3 tỷ, 4-5 tỷ tiền bù. Đó. Hoặc là đền bù cho 1-2 tỷ tiền ta mua nhà khác ở đi. Sài Gòn này 1 tỷ mua đâu giờ? Chưa thấy nói gì hết, chỉ cần biết là dọn ra cái đã, sợ nó sập vậy thôi. Thì biết dọn ra với là họ hỗ trợ cho mình những người tới để dọn nhà cho thôi. Đây là một cái tình huống mà đặc biệt khẩn cấp nên quận 1 phải thực hiện như thế. Và đây là một cái việc mà không phải thu hồi đất để giao cho một cái chủ đầu tư nào đó xây dựng, không phải mục đích thương mại, mà đây là chỉ có một mục đích duy nhất thôi, đó là bảo đảm được an toàn cái tính mạng của chính những người dân nơi đây, và trách nhiệm của chính quyền phải thực hiện nghiêm túc vấn đề này. Để thực hiện công tác di dời, chính quyền sẽ hỗ trợ về nhân sự và phương tiện để di chuyển tài sản cho người dân. Người dân sẽ được ở miễn phí tại các căn hộ tạm cư của Quỹ nhà thành phố Hồ Chí Minh dành cho các trường hợp di dời khẩn cấp. Ủy ban nhân dân quận 1 sẽ có những hỗ trợ cho người dân sớm nhất trong dịp cận Tết Nguyên đán này. Đối với lại cái phương án xử lý thì sẽ phải chờ cái kết quả kiểm định tiếp theo của đơn vị kiểm định, đó là đơn vị chuyên môn trực thuộc Sở Xây dựng, để đưa ra cái phương án nào để xử lý đối với lại cái lô E này, có thể là gia cố hoặc có thể là xây mới. Thì trên cơ sở đó thì quận 1 sẽ có cái báo cáo đối với Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân thành phố, thì lúc đó thì mới ra được cái phương án cụ thể. Việc di dời khẩn cấp các hộ dân ở chung cư này cho thấy sự quyết liệt của chính quyền địa phương trong việc đảm bảo an toàn cho người dân trước những nguy hiểm có thể xảy ra. Thế nhưng, nhiều người cũng băn khoăn vì sao cơ quan chức năng phải mất gần 5 tháng để kiểm định độ an toàn của chung cư khi những rủi ro có thể dễ dàng quan sát.